Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí review xe ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau. Kênh ô tô Thiện Nhân sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm của Kenbo, là cái sản phẩm xe tải van 5 chỗ của Kenbo, trọng tải là 650 kg. Thì đây là lần đầu tiên mình làm về cái dòng xe Kenbo này. Thì chúng ta sẽ cùng xem qua cái xe Kenbo này có những cái điểm gì đặc biệt. Thứ nhất là hiện tại trước mặt các bạn là cái chiếc xe Kenbo tải van 5 chỗ có một màu này là màu nhà máy gọi nó là màu trắng sữa. Nhưng mà mình thấy cái màu trắng này nó hơi ngả xanh một chút. Và chúng ta sẽ có một chiếc xe với 5 chỗ ngồi và các hàng ghế thì vẫn là bọc lỉ giống như các cái sản phẩm Kenbo khác. Chúng ta có vẫn là cái lốp 175R13. Và chúng ta có tất cả các cái thông số của nhà máy in trên này. Hoàn toàn chúng ta nhìn vào đây chúng ta biết, thứ nhất là về giá này, với cái chế độ bảo hành này, rồi là có các cái hỗ trợ từ kính điện điều hòa hai chiều cho tới động cơ. Thì cái sản phẩm này sử dụng cái động cơ 1.3 của Hiệp hội Máy ở Trung ương Trung Quốc. Và cái sản phẩm này, cái động cơ này có công suất là 65 kW. Và có cái mức tiêu hao nhiên liệu rất là hợp lý, chỉ từ 6,5 lít cho 100 km di chuyển. Đấy là điều kiện tiêu chuẩn, còn điều kiện thực tế thì các bạn sẽ tính nó rơi ra khoảng 7 lít cho 100 cây. Ok, chúng ta sẽ đi qua một chút về cái ngoại hình ở cái phần đầu xe. Vẫn là một cái bộ máy mà đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Vì hầu hết các cái xe tải van có trên thị trường đều bắt buộc phải đạt được cái tiêu chuẩn khí thải này. Chúng ta sẽ có một cái đầu xe nó hơi bo tròn một chút, nó không cứng nhắc, nó không vuông vắn như là các chiếc xe của Đông Ben. Chúng ta có logo Kenbo 3D lỗi như thế này, có cái logo hai cái cánh Kenbo cũng được dập lỗi 3D, được dài dính đính ở trên như này. Ở đây là hệ thống quạt, hệ thống thông gió để lấy gió của cùng nóng điều hòa, hệ thống đèn pha này vẫn chưa phải là pha bi-xenon, đây là pha halogen. Chúng ta có hệ thống đèn xi nhan ở bên này, đèn gầm. Ok, giờ chúng ta sang bên, chúng ta có hệ thống kính này. Kính này là kính một màu thôi. Ở các sản phẩm khác, các hãng khác thì họ sẽ dùng cái kính được chia làm hai màu thì nhìn nó sẽ hiện đại hơn. Chúng ta có cái logo 1.3 lít ở đây và một cái đèn rear như thế này. Chúng ta sẽ có một cái mã của sản phẩm là TKB650. 650 cái là cái trọng tải của xe này là 650 kg đó. Chúng ta có cái khóa cơ ở đây. Thì cái sản phẩm này đã hỗ trợ khóa điện rồi. Thì các bạn trong trường hợp mà khóa điện nó gặp trục trặc, chúng ta có thể sử dụng khóa cơ này. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thùng hàng. Ở đằng sau này các bạn sẽ nhìn thấy cái logo Kenbo cũng được dập 3D lỗi như này. Đây logo nữa đây. Chúng ta có thể Euro 4 dán bên này và Kenbo được dán logo dán đề can ở bên dưới. Đây là cái thùng của cái sản phẩm này với trọng tải 650 kg. Thế nhưng mà cái diện tích sử dụng của cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy nó không được nhiều. Ở đây thì sàn được làm bằng hai lớp. Ở lớp dưới thì chúng ta sẽ có một cái lớp tôn, lớp thép ở bên dưới, và trên này được rắn cao su lên như này để hạn chế trơn trượt. Ở đây chúng ta có hai cái gồ lốp cũng được ốp hai lớp, lốp bằng ngoài bằng nhựa, lốp trong là lốp bằng tôn của nhà sản xuất. Chúng ta sẽ được nhà máy gia cố thêm một cái lớp thép cứng ở trên này để hạn chế cái tình trạng khi các bạn vứt đồ lên đây sau một thời gian dài nó sẽ bị móc méo chỗ này. Ok, chúng ta sẽ vào khoang hàng ghế thứ hai. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái hàng ghế thứ hai của cái sản phẩm này, hàng ghế thứ hai với 3 chỗ, tổng cộng cái xe này là có thể chở được 5 người. Và cái hàng sàn này cũng được kéo dài đến tận hàng trên, nghĩa là đằng sau này mình nghĩ rằng nó không cần phải lót thêm sàn nữa với cái hệ thống sàn này. Và cái ghế này chúng ta hoàn toàn có thể tháo ra và thay đổi cái chỗ. Chúng ta có thể là cho cái hàng ghế lên trên hoặc để hàng ghế xuống dưới này cũng được. Chúng ta hoàn toàn có thể tháo cái ốc này ra và chúng ta bắt lại. Đó. Với cái diện tích thì theo mình thì cũng vừa đủ cho một người 1m65, ba người 1m65 có thể ngồi được ở đây. Ok, chúng ta sẽ vào khoang nội thất. Với khoang nội thất thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là chúng ta sẽ có đầy đủ những cái option cơ bản dành cho lái xe. Thứ nhất là cái vô lăng ba chấu này có tích hợp tay lái trợ lực điện. Chúng ta sẽ có điều hòa hai chiều, chúng ta có FM radio,
có cổng USB ở đây. Chúng ta có kính điện, đèn đọc sách, cần số với 6 cấp, phanh tay. Mọi thứ vẫn giống như các cái tiêu chuẩn của các chiếc xe đông, chiếc xe van, tải van khác. Hệ thống đồng hồ thì hiển thị cũng đầy đủ thông tin. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy lên cho các bạn nghe thử tiếng máy nhé. Mặc định là khi chúng ta bật xe lên, nếu chúng ta để quạt ở số 3 thì cái tiếng gió nó rất là lớn. Thông thường thì cái sản phẩm này với mình chỉ để khoảng mức quạt 1 hoặc 2 thôi. Đó, FM radio nó hoạt động này. Ví dụ mà ở trên nó đưa thì cái bị quạt lại. Đó. Ok. Thì mọi thứ chúng ta sẽ đi xuống nha các bạn. Thì hiện tại là ô tô Thiện Nhân là một trong những đơn vị mà phân phối cái dòng xe tải van của Kenbo này có một mức giá tốt nhất trên thị trường. Thì nếu các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu về cái dòng xe này, hoặc là có một cái câu hỏi nào mà muốn đặt ra cho mình, thì các bạn có thể để lại comment bên dưới video hoặc gọi vào số điện thoại của mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.